Bên trong của sản phẩm thì hoàn toàn đẹp. Như vậy là em Tuấn đã có thể hoàn thành trách nhiệm là thừa cho anh em được một đôi loa đẹp zin nha anh em nhé. Bãi mà như này có đẹp không anh em? Đây là một trong những loa bãi xịn của Đức nhé, bãi xịn của Đức. Mà anh em cũng biết rồi, nói về chất lượng âm thanh của Đức thì chúng ta hoàn toàn đã biết được, bởi vì nó đã được khẳng định và đã có trên thế giới đã công nhận rồi. Và rất nhiều anh em ở Việt Nam đã biết đến cái thương hiệu Koda. Ở đây ngày hôm nay em có một đôi loa Koda bãi xịn của Đức nha anh em nhé. Với tất cả những dòng này thì chúng ta vẫn có margin Germany đàng hoàng. Và như anh em đang được thấy ở đây thì em đang có một đôi loa này, đó chính là đôi loa bãi Koda với model là G512. Đây, chúng ta đang có là G512, còn khá là đẹp, khá là mới. Với những cái đôi loa bãi ấy, thì chúng ta mua loa bãi là gì? Là để chúng ta có được một cái giá thành hợp lý hơn và chúng ta lại vẫn có được cái chất lượng âm thanh cực kỳ tốt. Về chất lượng âm thanh thì là tên tuổi của hãng thì đã nói lên chất lượng âm thanh. Và đương nhiên về loa bãi thì chúng ta mua, và anh em biết rằng là đối với loa mới, những cái đôi như này nó đâu đó nó đã rất là cao, tầm cỡ gần tiền 100 triệu, trong khi đó loa bãi thì chỉ bằng 1/3 thôi, 1/3 thôi, đâu đó ngoài 30 triệu chút, thì anh em hoàn toàn có thể sở hữu được cho mình cái đôi loa bãi xịn Koda G512 mà đẹp như em Tuấn đang có quay ở đây. Anh em vẫn biết rằng là đối với hầu hết tất cả những cái đôi loa ấy thì chúng ta quan trọng nhất đó chính là những cái driver. Mà driver ở đây là gồm có những driver gì? Driver bass, driver shape và driver phân tần. Nó sẽ có từng những cái thiết bị quan trọng riêng. Về chất lượng âm thanh thì chúng ta đã có rất nhiều những cái sự đánh giá. Thế nhưng tuy nhiên ở đây là đối với hàng bãi như thế này, em cũng có mong muốn là muốn thừa cho anh em để chúng ta có những cái sản phẩm. Đây là một cái đôi loa bãi mà em về em mới lau sơ qua. Chúng ta chưa cần phải dùng những cái dung dịch gì để chúng ta lau, mà chỉ lau bằng khăn lau bình thường thôi. Anh em cũng đã thấy được cái mức độ đẹp của nó. Hầu hết thì cái từ nó còn khá là bóng bẩy và đẹp. Như vậy thì để thấy được rằng là khi kết hợp giữa cái từ như thế này và cái thùng loa, mà anh em thấy được cái màu thùng loa này nó chỉ còn hơi vàng thôi. Tức là đây anh em nhìn này, đây là cái màu trắng mà được gọi là che lại, màu trắng nguyên bản của sơn. Và đây là cái màu trắng của loa mà gọi là được va chạm với cả môi trường, thì chúng ta thấy là nó chỉ hơi vàng thôi. Như vậy để thấy được rằng là cái này nó rất là ít dùng và có thể được gọi là vừa lắp lên thôi. Một cái yếu tố nữa để phân biệt được nữa là đây là một cái đôi loa nó cũng ít dùng và có thể được gọi là mới. Thì anh em thử được những cái đôi loa như này để chúng ta dùng hoàn toàn yên tâm. Đó chính là trên cái yếu tố là anh em thấy ở đây là một cái bích loa, mà anh em thấy cái chỗ này là cái chỗ mà người ta bắn cái giá treo vào để người ta treo. Thì giữa cái màu của bích loa bắn vào và cái màu bên ngoài nó chỉ chênh lệch nhau một chút xíu, nhưng anh em đã nhìn thấy rất là thực tế. Như vậy thì chúng ta thể thấy được rằng là cái đôi loa này nó còn mới, vì người ta mới dùng rất là ít. Những cái chỗ viết bắn như vậy thì chắc chắn là chúng em sẽ phải keo và chúng em sẽ phải chấm lại sơn để cho nó thành một cái màu đều đặn đẹp. Anh em yên tâm về những cái chỗ đó, và chỗ đó nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng âm thanh. Đây là để thẳng thắn và đúng giá là như vậy. Ở đây thì em đang có chiếc này là một cam kết zin 100%. Với Koda thì anh em luôn luôn thấy được rằng là sẽ có được cái này. Anh em đã nhìn thấy đây. Và Koda thì hay được sử dụng cái củ bát PMS nha anh em nhé. Sau này thì những cái đời sau, những cái đời đầu thì nó vẫn y cái tem BOS. Sau đó thì về những cái đời sau thì hoàn toàn đổi sang cái tem Koda như anh em đang nhìn thấy. Và như vậy thì chứng tỏ là đây là cũng là một trong những cái model mới của Koda thôi. Anh em nhìn là muốn biết được là cái loa của mình nó có zin hay không thì chúng ta nhìn vào cái lớp keo nhện này. Đó, tức là chúng ta sẽ nhìn vào cái lớp keo đây này. Keo này nó phải phẳng, nó phải phẳng và đều, nhện phải phẳng không quăn. Nhưng mà cái loa Koda này rất khó làm lại nha, rất khó làm lại, trừ khi là chúng ta sẽ phải thay cả một cái con kit của nó thôi. Chứ còn khi làm lại là kiểu gì thì kiểu cái vị trí côn này này, anh em tháo màng ra và anh em gắn lại kiểu gì chỗ này nó cũng sẽ lộ. Anh em chỉ cần tinh ý và nhìn kỹ chỗ này sẽ lộ. Và cái vị trí gắn dâu này, muốn gắn được cái dâu này, muốn hàn được cái dâu này thì phải cạo cái lớp keo này ra. Và khi cạo cái lớp keo này ra thì chúng ta sẽ bị lộ. Chính vì vậy cho nên là chúng ta chỉ cần nhìn cái là chúng ta biết được cái loa Koda của chúng ta nó có zin hay không. Kể cả anh em cạy nón nhá, kể cả chúng ta có cạy nón ra chúng ta thay côn thì nó cũng sẽ vẫn bị lộ cái vết hàn dâu này. Đó, và vẫn bị lộ cái lớp keo này. Lớp keo này là lớp keo mà chúng ta nhìn kỹ để chúng ta biết. Về cơ bản thì chiếc loa này của em còn khá là mới và khá là đẹp, thì anh em đang nhìn thấy đây. Mặt trước thì em chưa hề lau gì, nó vẫn còn đang dính một vài những cái bụi. Về độ đàn hồi và độ nhảy của loa thì còn khá là tốt, như em đang thấy còn nhảy còn khá là tốt nhá. Độ nhảy còn khá là tốt. Cái này thì chúng ta em sẽ hỗ trợ mọi người, chúng ta sẽ dưỡng một lớp gân. Một lớp dưỡng gân, và cái gân này thì nó sẽ bóng bẩy lên và nó sẽ có cái cho cái độ đàn hồi tốt hơn. Về cơ bản thì tất cả những cái lông đen ở trên cái loa của em thì còn nguyên, chưa mất một cái nào.
đôi này nó còn khá là đẹp, có thể được coi là trên 90% nha, có thể được coi là trên 90% về chất lượng đó. Đó. Còn về ngoài những cái yếu tố như là bám bụi theo thời gian hay là một vài những cái từ gì nó sẽ có thì chúng ta hoàn toàn có thể không tính đến. À, về củ bát thì anh em là nhìn thấy chúng ta hoàn toàn có thể tra được cái củ bát là 12RH620-6 ohm. À, củ này là củ 6 ohm nhá. Và đây củ chép thì cũng có mã đàng hoàng đầy đủ để chúng ta có thể thấy được. Và về cái phần củ chép thì anh em có thể thấy đây cũng là củ của BMF nhá. À, củ chép thì có cái củ từ neo hết luôn nhá, 10R. À, với toàn bộ những cái sản phẩm chính hãng thì đều có model clip đầy đủ và củ thì cũng từ chép cũng còn sáng. À. À, với toàn bộ củ bát và củ chép đều sử dụng là từ neo chứ không phải từ thường thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm, và chúng ta biết rằng là từ neo sẽ cho được cái chất độ mức độ ổn định, độ bền và có thể hoạt động ở những cái cường độ công suất cực kỳ cao với những cái môi trường khắc nghiệt nhất, và đặc biệt là với những cái thiết kế mà cực kỳ được gọi là bảo vệ chất lượng này. Anh em nhìn thấy toàn bộ lưới liếc chẽ thì sẽ không có một cái bụi nào được gọi là đi vào trong cái loa này, cho nên là hoàn toàn anh em có thể yên tâm về chất lượng của cái chiếc loa này để đảm bảo được rằng là anh em sẽ hoạt động được lâu dài bên. Tức là gì, là qua những cái phân tích như vậy là để em thấy được rằng là chúng ta bỏ đồng tiền ra, chúng ta xuống tiền chúng ta mua đôi loa này thì về chất lượng nhá, về chất tiếng thì anh em sẽ nghe, em sẽ có video và có rất nhiều video trên mạng và có rất nhiều kể cả những cái video trên thế giới người ta đã đánh giá về Koda rồi, và em sẽ có cái video đầy đủ. Ở bên trong của em thì cái về phần bông, toàn bộ được phủ một cái bông rất là kỹ càng để anh em thấy được rằng người ta đảm bảo tìm đi để đảm bảo cái chất lượng âm thanh cực kỳ hay. Phân tần Koda thì sử dụng với cái model này được sử dụng phân tần dối, mà chính là vì phân tần dối. À, và hầu hết tất cả Koda, không riêng gì Koda mà những hãng khác, chỉ cần từ năm trước qua năm trước sang năm sau, tức là mỗi một năm thì có thể nó sẽ có thay đổi về cái kết cấu của phân tần. À, cái phân tần là cái để phân chia tần số cho loa bát và loa chép. À, chính vì thay đổi cái phân tần này cho nên là nó sẽ có cái sự bố trí khác nhau. Khi mà anh em xem video thì anh em sẽ thấy được rằng có những cái vị trí mà nó khác nhau đi một tí, hoặc thậm chí là những cái tụ có thể là bây giờ chỗ này nó là tụ đen, nhưng mà có một cái loa nào đó có thể là tụ trắng hoặc tụ xanh là điều bình thường. Cái yếu tố nhất quan trọng nhất là để chúng ta có thể biết được là cái phân tần này đã sửa chữa hay chưa, đó chính là cái lớp keo. Anh em chỉ cần nhìn cái lớp keo, ví dụ giả sử như họ đã gắn keo rất là đổ keo rất là chắc chắn như thế này và đổ keo dạng như kiểu khối như thế này, chỉ cần anh em cạy keo ra anh em thay, chúng ta cắt cái này chúng ta thay nó sẽ có sự nhăm nhở. Hầu hết là như vậy, chúng ta sẽ có cái sự nhăm nhở. Trong khi đó ốc át của họ thì đều được sử dụng gắn keo và ốc 6 cạnh. Chính vì vậy anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Trên phân tần thì sẽ có cái mã model là G512. Đó, cho nên là anh em cứ yên tâm về cái vấn đề. Về thùng vách thì không có một cái thùng nào được gọi là xấu cả. Đây là cái chiếc của bác còn lại, em cũng quay luôn để mọi người thấy được rằng là cái mức độ đẹp của sản phẩm. Và đương nhiên ở đây, anh em thấy đây, cũng mã Koda đầy đủ đồng hoàng nhé. À, đối với Koda thì anh em hoàn toàn có thể thấy được cái mức độ của... Và từ thì đều hầu hết còn trắng. À, Koda 12R đây, anh em có thể thấy đó. Em chưa lau cái này nhá, những cái vết nó hơi như thế này thì hoàn toàn anh em chỉ cần, chắc chắn tí nữa em sẽ lau một lớp dầu để đảm bảo cái từ này của anh em sau này nó sẽ không bị ố nữa. Em sẽ lau một lớp dầu thì nó sẽ bóng lên và cái những cái này sẽ không nhìn thấy nữa. Trên thực tế là với anh em đang nhìn thấy thì ở đây thì ta thấy rằng củ này cũng zin, quay từng chiếc một luôn để anh em sẽ thấy là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm và xuống tiền. Và với hầu hết tất cả những cái sản phẩm của bên em thì bên em đều có những cái rõ ràng như thế này. Đều có những cái rõ ràng như vậy để anh em có thể nhìn thấy và chúng ta khẳng định được rằng là khi chúng ta mua hoàn toàn yên tâm. Và nó cũng là những cái video để sau này chúng ta mang ra để chúng ta so sánh và kiểm chứng. Zin 100%, củ chép lẫn củ bát nhá. Đó, anh em có thể hoàn toàn yên tâm. Đấy. Mã. Và bên trong cái thùng này thì cũng vậy thôi. Về cơ bản thì em thấy rằng là đôi này hoàn toàn là anh em có thể số tiền chúng ta mua yên tâm để chúng ta ghép với những chiếc súp Koda, hoặc là những anh em nào muốn nghe những cái giải lời và giải chép thực sự hay tí tách và nó có thể tái tạo lại được những cái âm thanh mà những đôi loa khác không tái tạo được thì anh em có nên cân nhắc vào số tiền những cái đôi như này. Về phần lưới thì em ấy còn khá là đẹp đây ạ, phần lưới thì còn không cần phải lăn tăn gì rồi. Cái lưới này thì có một chút bẩn và rách thì cơ bản là hàng bãi thì chúng ta không phải lăn tăn, mà cái này thì em có thể sẽ thay một cái lưới mới. Thay một cái lưới mới để anh em hoàn toàn chúng ta có những cái lưới đẹp hơn. Chứ còn là về phần sơn si của cái lưới thì lại hoàn toàn là đẹp, không một chút vì gì phải lăn tăn cả, anh em nhìn thấy. Như vậy là chúng ta đã có được một đôi loa G512 Koda xịn. Anh em có thể mua về để ghép với những chiếc súp Koda, và súp Koda thì em cũng đang có. Sau đây thì em sẽ đi đến những phần chi tiết hơn là chúng ta test chất lượng âm thanh
À, xin chào và hẹn gặp lại. Và nếu anh em muốn sở hữu cho mình cái đôi loa này thì có thể liên hệ bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.